Vâng, và sau đây em mời các bác cùng nghe chất âm của dòng đẩy Revealer MBA600. Em này thì cấu hình y chang con QC 1600 nha các bác. Nên các bác sẽ thấy thì Revealer MBA600 dựa trên kết cấu và cấu hình của QC 1600 và có hiệu suất nâng cấp của hãng Revealer. Và các bác sẽ thấy được chất âm nó rất là đỉnh nha con. Giả cái phê luôn, chỉ cần một nấc duy nhất thôi nha các bác. Em này là sử dụng điện 230 điện châu Âu, rất là tiện cho các bác chơi gia đình, không cần đổi nguồn. Một nấc này đấy. Con này mà các bác đi mà giả với những cặp 40 50 tuyệt vời. Hoặc là các bác chơi nhiều loa. Trần của những cái dòng này các bác, em thường giới thiệu các bác, nó rất là êm ái tại vì nó sử dụng quạt từ kích nhiệt khi hoạt động ấm thì nó mới chạy theo hiệu suất của máy hoạt động. Còn các bác chơi gia đình thì gọi là êm ru luôn nha, vừa nghi vừa hát karaoke. Vừa những con này tiếng đặc trưng của dòng Revealer thì nó phát triển về chất âm nên là ấm hơn so với QC, dù gì nó cũng chung cấu hình. Còn QC thì thiên về độ lực nha các bác. Đây thì em mời các bác cùng đón xem video chi tiết con MBA600 này.